Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em, các nghệ nhân chơi kim cu gáy nhá. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đây là lồng thổ Bắc Giang. Thì bên em là một cơ sở quê ở Bắc Giang nên là sản xuất những cái lồng thổ Bắc Giang này các bác nhá. Các bác là dành cho bác chơi chim cu gáy, các nghệ nhân. Như bác thấy là số lượng thì bên em là một cơ sở sản xuất nên là bán rất nhiều mẫu lồng thổ Bắc Giang. Thì hôm nay giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo trước khi đặt hàng. Các bác có thể điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng, hoặc các bác vào Zalo, kết bạn Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể chi tiết cho các bác xem kỹ trước khi đặt hàng nhé. Như bác thấy là cái chiếc lồng thổ Bắc Giang thì nó rất là nhẹ. Đấy, kích thước thì rất là to nên là rất là cồng kềnh. Các bác nào mà đang tham khảo kỹ các bác nhé. Đấy, các bác thiện chí thì các bác điện trực tiếp để đặt hàng. Thế còn các bác mà không thiện chí thì các bác, em cũng khuyên các bác là không nên đặt, vì là bên shop thì gửi qua ngành bưu điện hàng đến tận nơi, các bác mở kiểm tra đúng sản phẩm như thực tế trên video thì các bác thanh toán tiền. Đấy, là một đơn vị bán hàng là anh em là yên tâm. Đấy, giá cả hợp lý cho anh em. Đấy, thế còn các bác mà đang tham khảo thì có thể tham khảo kỹ các bác nhá. Đấy, vì cái cước gửi nó rất là cao. Đấy, mà bên em phải đóng vào cái thùng xốp. Đấy, nên là rất là cẩn thận để các bác gửi đi. Đấy, nên là tiền cước nó rất là cao nhá, nên là anh em yên tâm. Đấy, nếu các bác nào là thiện chí thì đặt hàng, thế còn nếu các bác không thiện chí thì cũng không nên mua. Đấy, thì xem cho vui thôi, hoặc là chia sẻ anh em bạn bè thôi nhá. Thì để đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu cho các bác chi tiết những cái sản phẩm mà bên shop kinh doanh. Thì đầu tiên như bác thấy là những chiếc cống này, cống các bác nhá, cống bằng mây. Đấy, bên em là cống bằng mây thôi nhá. Đấy, bằng mây luôn. Cái cống này thì bên em thông báo giá là 10.000 một cống. Đây là cống đựng thóc coi nhá, để cho con chim cu gáy ăn thóc. Đấy, thì các bác có thể mua thêm cống này. Đấy, còn bên em thì bán rất nhiều mẫu. Như đây là cái lồng này gọi là lồng, cái này thì gọi là cái này gọi là cái lồng các bác nhá, gọi là lồng để các bác, lồng trần. Đấy, lồng trần thổ Bắc Giang nhá. Đấy, mẫu này có cả cái ván đựng phân này. Đấy, và cái mẫu này thì nó chỉ có lồng trần này thôi, các bác có thể mua thêm dây xích chân cu. Đấy, cái này thì mẫu này thì nhau thấy là cái này thì nó giá cực rẻ nhá. Đấy, chỉ có 300.000 đồng thôi. Đấy là cái lồng trần này nhá. Đấy, lồng trần này 300.000 đồng. Bên em bao ship tận nhà, anh em nhận hàng trả tiền, bao đẹp, bao chắc chắn cho anh em. Đấy là cái lồng trần. Chất liệu như thấy là bằng cây song nhá, và cây tre để đan lại, kết nối lại là thành một cái lồng trần như này. Ở trên đỉnh có một cái móc như này nhá. Đấy, lều lồng trần. Và tiếp tục đây là cái lồng bẫy nhá. Lồng bẫy này thì là như ông thấy đây. Lồng bẫy này thì ở trên là bên em sẽ lợp bằng lá móc hết rồi, đó nhá. Đấy, và một cái móc như này. Tất cả là cái móc thổ Bắc Giang là có móc như này hết, lắp ráp các bác nhá. Đấy, thì cái mẫu này thì các bác có thể để con chim vào trong đựng cũng được. Đấy, các bác có thể nhốt chim cu gáy được, mà các bác có thể bẫy cũng được. Đấy, cái lồng này thì rất là hiệu quả cho anh em. Đánh thì rất là nhạy luôn nhá. Đấy, mẫu này rất là nhạy này. Em sẽ gài thử cho bác xem này. Ở đằng sau này có một cái dây và gài vào đây với nhá. Đây là có cái ở đây. Đấy, như này. Đấy, đánh rất hiệu quả luôn. Đây là em đánh khớp đây rồi với nhá. Khớp đây là để đánh khớp bẫy rồi. Đấy, như này. Đấy, các bác thấy. Đấy, thử luôn cho bác này. Đấy, sập rất là mạnh luôn nhá. Đấy, sập rất là nhạy luôn. Và như bác thấy là đây là nó có một cái cửa các bác nhá, cửa ở chỗ này để cho bác cho vào trong. Và cái mẫu này thì tất cả mẫu lồng bên em là đều có cái khay đựng phân ở dưới này. Đấy, khay đựng phân ở dưới này, và một cái giá đựng, cái gọi là để cho bác chim cu gáy nó đậu. Đấy, cầu đậu đã có rồi. Mẫu này thì bằng lá móc thôi nhá. Đấy, lá móc. Và tiếp tục giới thiệu cho bác là cái mẫu lồng size này, size 32 là size nhỏ nhất các bác nhá. Đấy, đây tất cả là có một cái móc như này ở đằng trong này. Cái móc để các bác treo lồng. Đấy, bên em buộc sẵn đây. Khi gửi đi các bác thì em buộc này cho nó dễ các bác nhá. Cho nó đỡ cồng kềnh để gửi đi. Đấy, đỡ cồng kềnh, không đôi khi nó gửi đi các bác thì nó tiền cước rất là cao các bác nhá. Đấy, nên là rất mong là các bác nếu mà đã thiện chí thì đặt hàng. Đấy, đây cái móc như này nhá. Đấy, các bác có thể lùa vào đây. Đấy, lùa đây và lùa dây, lùa cái đây cái cây này nó có sẵn rồi thì các bác lùa vào đây thôi. Đấy, này, lùa vào đây thì bên em đã làm sẵn này rồi. Đấy. Vào đây thì các bác thấy là nó có một cái lẫy đấy, như này đấy. Và cái mẫu này thì tất cả là cột ở dưới này cũng có cái khay đậy đựng phân hết rồi các nhé. Size này size nhỏ nhất đấy, cũng có cầu đậu đầy đủ luôn các bác nhé, bằng mây che đan đấy. Nên là rất mong là các bác xem kỹ. Và đây là cái mẫu này là mẫu size 32, và đây là size 30. Size này là size 37 bác nhá. Đây size này size 37 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Size 37 và size to nhất là size 40. Đấy. Thế còn các bác nào mà muốn mua cái size 45 thì các bác có thể là điện trực tiếp thì bên em sẽ làm cho. Thế còn thường thường là bên em chỉ làm size 40 để gửi đi cho các bác thôi, vì nó đựng được trong cái thùng xốp. Thế còn to quá thì bên em sẽ không đựng được thùng xốp, không có thùng xốp nào to hơn. Đấy, rất là đẹp. Hàng size 40 là to nhất luôn nhá. Để gửi đi cho các bác toàn quốc. Anh em nhận hàng trả tiền. Đấy, ba mẫu này bên em là ba mẫu cơ bản. Để gửi đi cho các bác. Rất mong là các bác xem kỹ sản phẩm để đặt hàng. Đấy. Mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng thôi nhé. Em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.